Vâng, em đâu xin mến chào tất cả bác nhá. Và trong video clip ngày hôm nay thì em Hiếu Minh lại mở lên để cho bác một ít siêu phẩm đây. Đó là dòng vang số cực kỳ cao cấp, nhưng đây là hàng bãi, hàng lướt các bác nhá. Các bác chơi. Thì đây chính vì nó là phở phân khúc cao cấp nên bản thân em nhập ý, em tuyển đây những con chiếc vang mà bản thân là có thể đạt đến khoảng 90-95% và được bảo hành đến 1 năm cho các bác. Bình thường hàng bãi thì không ai bảo hành 1 năm cả, nhưng riêng đơn vị em thì bảo hành 1 năm vì em nhập đây phân khúc là đời cao, tuyển chọn hơn. Và trước mắt các bác đây là mẫu vang JBL KX180 phiên bản đời trước, như vậy thì bây giờ phiên bản mới đời mới bây giờ thì phiên bản 180A, nhưng về cơ bản giữa bản 180A với một bản 180 trơn thì sẽ như nhau các bác nhá. Thì những chiếc vang như ngày hôm nay mình giới thiệu đến toàn thể các bác đây, vẫn còn là siêu các bác này, vẫn còn là siêu này, mỗi độ thiếu hộp xốp thôi, nó có thể có một hai vết xước nhẹ là không tránh được các bác nhá, nhưng điều quan trọng là hàng siêu lướt phần nắp đây. Giá thì Hiếu Minh đang chào bán với cho các bác với mức giá là 3.800.000 đồng trên một chiếc này các bác nhá. Hàng mình đã dọn sạch đẹp rồi, sau khi giờ lau chùi sạch sẽ thì nó đẹp như này đấy, đạt đến khoảng 95%. Một chiếc vang chất lượng thì thường phải có tên tuổi, và cái thứ hai trước mắt các bác đây một vang có thể nói là ở phân khúc tầm tiền ý, là hiện tại là không có đối thủ trong cái lúc chất âm của nó, vì nó sử dụng cho mình một chiếc một con chip xử lý. Đây em sẽ zoom cho anh em này. Analog Device ADSB 21489 đấy, KSWZ4B đấy, sử dụng con chip rất lớn. Xong xong rồi bên cạnh đấy nó sẽ có con chip Windows. Thì như thì nói đến tính năng của các dòng vang số nói chung thị trường và nói riêng cho riêng về dòng KX này, KX180 này, thì sử dụng con chip này là con chip có thể nói là mạnh nhất trên trường rồi. Thì bản thân nếu bác có thể nó có những dòng chip lừa mới nó nhìn hơn thế, nhưng về cái tính năng ấy, bản chất các bác không thể dùng được hết được. Và cái trong phân khúc là tầm giá thì đây con vang có thể tích hợp rất nhiều tính năng về phần nhạc, nó rất là hay. Đối dòng KX180 tiếng echo, tiếng mic nó rất là mượt và nhạc nó rất là hay. Mua một con mới thì giá cũng khá là cứng, giá nó dao động khoảng độ gần 8 triệu đến hơn 8 triệu một con tùy các nhá. Thì bác mua được những con hàng lướt này giá nó êm được khoảng gần một nửa tiền cho anh em chơi. Đấy. Một con sản phẩm ở phân khúc cao cấp. Đấy. Zin xịn. Bác nhìn này, từ cái phần dây rắc này. Từ phần dây rắc này. Đấy, từ cái phần phần núm xoay này, xung núm xanh này, phần rắc kẹp này. Đây phần bo chống hú các nhá, bo chống hú này. Bo chống hú này kín hai vỉ luôn. Quên em không tháo cái vỉ này. Đây bác nhìn nghiêng thấy này. Tụ xanh. Những chiếc vang bãi xịn tuyển đẹp hôm nay. Sở hàng xịn bác để ý cho em một số đặc điểm này. Thứ nhất là bác nhìn vào cái phần bo này. Phần bo nó cái điểm xanh này. Đấy. Cái thứ hai phần nguồn này. Phần nguồn đối xứng này. Thứ ba là những con trở và con tụ đây. À con chỉ than đây. Đấy, bác thấy không ạ? Và phần hàng tụ đem quay tổng quát cho anh em xem. Vẫn đủ độ sáng các bác cùng nhìn nữa. Zoom chi tiết từng chi tiết luôn, rất đẹp cho anh em chơi. Vang số cao cấp. Hàng siêu lướt nha các bác nhá. Vì ở cái mặt này bác đừng nhìn vào tưởng nó bị xước này. Mà đây là cái ở ngoài đây nó sẽ một ly lông, các bác muốn đẹp hơn thì bác bóc bóc ra. Em muốn để nguyên xin cho anh em nhá. Nguyên xin cho các bác chơi. Phía sau thì bác để tất cả chân của nó là chân, ở đây là chân anh em nói lấy mỹ miều ở mạ vàng, nhưng thực ra nó bằng ở ngoài nó bằng đồng đúng nhá, nó bằng cái tấm đồng ốp đây. Cái đồng bản thân như vậy thì đồng dẫn nhiệt rất là tốt, dẫn tín hiệu cũng là rất là tốt đấy. Và tất cả chân mic vậy, vàng óng ngựa luôn. Và đối với phiên bản này đời cao nó sẽ có ở cổng quang Otico. Cái của 180 thì tất cả phiên bản đều có ở Otico, và phiên bản này cũng là phiên bản gọi là phiên bản cao nhất của phân khúc KX hiện tại bây giờ. Nó có một bản nữa, bản 180A, nhưng bản 80A thì bản chất nó là chỉ là khác cái tên đi thôi các bạn. Vì cái bản đây em mua là hàng bãi nên đời nó rất là nó được mấy năm rồi, 4-5 năm rồi. Đời sản xuất nó là 29 tháng 7 2017 các bạn. Đời 2017 nhá, Vision 01, bản Vision 01 các bạn nhá. Đến hôm nay 2023 rồi nha, được 5 năm, nhưng cái phiên bản này các bạn người ta sản xuất ra mà là các bác được dùng luôn đó. Người ta sản xuất ra người ta có thể là tồn kho, là sử dụng ấy. Sử dụng người ta tồn kho bán dần thì có thể cách nhau vài năm, nhưng đây những chiếc vang mà em nói có thể nói là độ đẹp nó đẹp 95-96% của anh em chơi. Từ các điểm chân sau khi mình đã vệ sinh tuốt tát này.
nhà vệ sinh hết rồi. Thực ra nó chỉ bám tí bụi thôi, em lấy lò xì lấy cho cái bình xịt hơi ấy, mình xịt cái hết từ quạt kia vệ sinh hết rồi. Siêu lướt cho bác chơi nhé, một vàng này bảo hành 1 năm cho anh em chơi. Còn nói về chất âm thì các bác mua bên em ấy thì bên Hiếu Minh hỗ trợ cho các bác là cài đặt sẵn cũng như là hỗ trợ tặng cho bác cái dây nguồn. Thảo lấy cho anh cái dây nguồn với. Đây dây nguồn đây này. Ở trong. Đấy, dây nguồn với dây cáp đây. Hỗ trợ tặng cho bác một cái dây cáp, người tặng cho bác một cái dây nguồn để anh em kết nối cũng như là hỗ trợ cài đặt sẵn bảo hành 1 năm các nhá. Đối với sản phẩm vang bãi JBL KX180 phiên bản hàng lướt này. Anh em có nhu cầu thì liên hệ đơn vị mua đồ nhé. Số lượng có ít lắm. Các mua hàng thì em tặng cho bác một cái dây nguồn rời ngoài nhé. Mình cái cáp kết nối này. Cáp em phải mua thêm ngoài đấy. Tặng cho anh em cáp kết nối để bác kết nối. Trước đây em bà em thường những hàng bãi thỉnh thoảng có về ít ấy. Là em gần như em cũng không tao không, không mua cái này kỷ niệm anh em đâu, các bác đâu. Lần này em mua thêm để thỉnh thoảng này. Hiếu Minh tại sao phải mua cáp này tặng các bác thì bán con vang này xong em thỉnh thoảng các bác ở xa ấy là em thỉnh thoảng em còn hỗ trợ team view nữa cho anh em nên em tặng cho bác cái cáp này tiện lợi cho bác anh em sử dụng nhờ hỗ trợ các bác tiêu dùng sử dụng hợp lý nhất các bác nhá. Thì trong một clip em thông báo hàng về cũng như chi tiết số lượng có ít có 6 chiếc thôi. Các bác có anh em có nhu cầu những sản phẩm vang cao cấp JBL KX180 tức là hàng bãi hàng lướt thì nhanh tay liên hệ đến Biểu Đô nhá. Đấy. Rất đẹp luôn các bạn. Giá thành hợp lý cho bác chơi những con hàng lướt này tuyệt vời, linh kiện sạch đẹp. Quay chi tiết cho bác xem nhé. Từ những con tụ, từ những con chở, từ những con IC và con chip xử lý rất đẹp luôn, bảo hành 1 năm. Với dòng này thì tiếng nhạc này nghe rất hay. Ở phân khúc vang số nó ngang ngửa bây giờ những con vang cũng như 7-8 triệu chưa chắc đã ăn được con vang này đâu. Nhà bờ con này cũng còn mới là khoảng 8 triệu gì đấy. Đấy. Nhưng đang chuyện so sánh với các mẫu vang khác ở phân khúc 5-6 triệu thì không nhà tất cả những mẫu vang tầm 5-6 triệu, 6-7 triệu thì không ăn được con vang cái 80 này được. Đấy, trong tầm giá hiện tại mình bán con hàng lướt bảo hành 1 năm cho anh em chơi. Đúng giá là 3.800.000 đồng, anh em có nhu cầu thì liên hệ em nhé. Và xin chào tạm biệt bác nhé.